Em quên giấm vậy cái bông nước muối. Lát cho chị xin cái bông nước muối. Có hết chuyện điện 500. Bay nó không bật điều hòa luôn à, chắc cũng không nóng máy. Bay này là nóng rồi đó. Trời chưa được tiếp. Còn mà em bật chứ không. À bật chịu không được à. Một miếng đá bộ tròn tròn xứ mà. Cái gì câu nếu hỏi mụn chị hỏi là hỏi là răng. À ý là giờ chờ em muốn trị mụn đúng không? Dạ dạ dạ. Hỏi thì cái này có phải là mụn không à? À ý là em kêu sẹo hả? Dạ, dạ. Kiểm tra thử em. Coi thử là mụn hay là sẹo đó. Ý là giờ chừng thành sẹo hay đang đang là mụn. Alo. Alo anh chào chị ạ, em gọi từ
tặng quà tặng của lưu ý Việt Nam. Thì con biết chương trình có yêu cầu là mẫu bao hiểm hay là màu treo từ cái logo thương hiệu để làm quà tặng cho khách hàng không ạ? Chị đang bận em ơi, chị không rảnh nghe. Dạ vâng, vậy có gì? Dạ. Dạ, rồi rồi em rồi. Cái gì? Bảo hiểm chị trời, tôi có bảo hiểm gì đâu. Nó lừa đảo gì nữa đó. Không đi thôi, nó nghe. Bữa nay thất nghiệp nhiều nên là chuyển qua lừa đảo nhiều ghê lắm. Bữa nay là bữa nay đi làm đủ ăn chưa có nữa. Ừ, thiệt mà bữa nay kinh tế nữa. Bạn chị và mấy người bị thất nghiệp quá trời, buôn bán cũng ế ẩm. Đang làm chưa du lịch, mới du lịch không làm được không? Chắc hết năm nay thì có vaccine đồ thì nói chung thế giới ổn thì mình mới ổn được. Tại vì có du lịch thì mới có ấy thôi chứ, phát triển được chứ. Vaccine chị nghe năm nay cũng bỏ rồi, năm sau thì mới ổn được. Kiểu như có vaccine rồi thì mới họ mới đầu tư rồi mới khởi nghiệp lại được, giống như là điều hành lại được, kiểu như là cái hệ thống kiểu bên du lịch á. Nhưng mà cái con virus nó yếu, nó yếu, nó cứ mạnh vậy. Cứ vậy. Nó chắc cũng hoài được. Không, để đợi xí chịu qua chị coi thử. Đâu rồi? Bật cái điều hòa đi mà, xí chị chịu không nổi. Ta cởi áo rồi mà ta còn nóng cái cha đây nè. Làm cái khác một cái nữa. Đã rồi.